Phần số 5 đó là suy nghĩ về vàng và bếp lửa. Và phần này mình sẽ có hai khổ thơ đúng không? Một khổ thơ thể hiện cái cảm nhận của người cháu về bà và bếp lửa. Và khổ thơ tiếp theo rất quan trọng, nó nhấn mạnh cái vai trò của bà như một người thắp lửa, một người giữ lửa và một người truyền lửa. Đó, đây là cái sơ đồ mạch ý chính của phần 5. Thế thì bây giờ chúng ta cùng ghi cho thầy ra phần phân tích. Trước hết là ba câu thơ thể hiện cái cảm nhận của người cháu về bà và bếp lửa. Như vậy thì ở cái phần số 5 này, suy nghĩ về bà và bếp lửa, thì trước hết là cái khổ thơ gồm ba câu thơ nó cho thấy cảm nhận về bà và bếp lửa. Rồi sớm rồi chiều lại bếp lửa bà nghe, một ngọn lửa lòng bà luôn ủ sẵn, một ngọn lửa chứa niềm tin dai dẳng. Ở đây mình lưu chú ý cho thầy cái cụm từ ha, cái cụm từ rồi sớm rồi chiều lại bếp lửa bà nghe. Có cái cụm từ hình ảnh và cũng là hình ảnh thơ này, thì chúng ta thấy được là cái việc nhóm bếp lửa không chỉ là một cái thói quen đúng không, mà nó còn cho thấy được cái sự kiên trì bền bỉ của bà. Ha, nhen lên ngọn lửa của tình yêu thương, nhen lên ngọn lửa của hơi ấm của niềm tin, của sự sống. Ở đây chú cho thầy điệp ngữ một ngọn lửa, một ngọn lửa. Bao giờ cũng vậy, khi điệp ngữ xuất hiện sẽ tạo một âm hưởng, và với cái câu thơ này thì âm hưởng đó là một âm hưởng du dương trầm bổng. Và mỗi lần từ một ngọn lửa cất lên thì nó như lan tỏa hơi ấm của ngọn lửa, hơi ấm của tình thương, hơi ấm của sự sống, lan tỏa khắp qua từng câu chữ và lan tỏa vào tâm hồn của bạn đọc. Ở đây mấy đứa phải chú ý cái chỗ này ha. Nhà thơ dùng từ một ngọn lửa chứ không còn là bếp lửa nữa. Đó, nhớ phần trên nha, phần trên là đang hình ảnh bếp lửa, nhưng tới đây thì đã dùng hình ảnh là một ngọn lửa. Đó, thì cần chú ý chỗ này. Khi mà dùng từ một ngọn lửa thì hình ảnh ngọn lửa có tính chất ẩn dụ, có tính chất tượng trưng ha. Từ một cái bếp lửa cụ thể đã trở thành ngọn lửa. Ngọn lửa có tính chất tượng trưng, và như vậy thì ngọn lửa ấy nó còn gợi tới ngọn lửa của yêu thương, ngọn lửa của sự sống, ngọn lửa của niềm hy vọng. Mấy đứa chú ý này, thầy đã từng chứng kiến một cái đề kiểm tra trong trường ạ, nó sẽ hỏi lý thuyết, tức là nó sẽ hỏi là ở đây nó trích ba câu thơ này, sau nó sẽ hỏi ở đây là vậy thì cái cụm từ một ngọn lửa tại sao nhà thơ Bằng Việt không có dùng là bếp lửa mà lại là một ngọn lửa. Thì mấy đứa phải chú ý cái lý thuyết chỗ này ha, để nhớ là chuyển hóa từ hình ảnh bếp lửa cụ thể thành hình ảnh ngọn lửa có tính chất tượng trưng, và như vậy thì ngọn lửa ấy nó có ý nghĩa biểu tượng và ý nghĩa khái quát rất là sâu sắc, đó là ngọn lửa của tình yêu thương, của sự sống, của niềm hy vọng. Đó, chốt cái chỗ này như thế. Rồi, như vậy thì từ tất cả những điều đó thì chúng ta sẽ nhận xét ở đây ha. Ở đoạn thơ này các em nhận ra rằng là mạch thơ đã chuyển từ tự sự sang suy tưởng. Và hình ảnh bếp lửa đã hóa thân thành một cái ngọn lửa có tính chất tượng trưng và gợi ra nhiều ý nghĩa. Rồi, cảm ơn Hồng Quân đã phản hồi với thầy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về đoạn thơ này ha các em. Luận điểm của đoạn thơ này đó là bà người thắp lửa, người giữ lửa, người truyền lửa, đúng không? Và khi mà chúng ta viết luận điểm xong thì chúng ta sẽ trích thơ ha, mình sẽ trích nguyên văn đoạn thơ giống như thầy vừa mới đọc lúc nãy ra mới được. Ra mới được. Rồi thầy đọc lại cho mình dễ hình dung ha. Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa, mấy chục năm rồi đến tận bây giờ bà vẫn giữ thói quen dậy sớm, nhóm bếp lửa ấp yêu nồng đượm, nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi, nhóm nồi xôi gạo mới xẻ chung vui, nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ, ôi kỳ lạ và thiêng liêng bếp lửa. Đó, rồi cũng như mọi khi đúng không, thao tác phân tích của chúng ta sẽ là đọc từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, mình thấy cái biện pháp nghệ thuật nào mà nó đặc sắc, cái cụm từ nào mà nó ấn tượng, mình sẽ đánh dấu tô màu lên, sau đó thì mình sẽ phân tích. Khi mình phân tích thì mình phải đi từ nghệ thuật đến nội dung. Cho nên là ở trên slide này thầy đã ghi những cái từ chỉ biện pháp nghệ thuật bằng cái màu đỏ và in đậm để chúng ta nhớ một cái việc rất quan trọng khi chúng ta học về thơ và phân tích thơ, đó là các em sẽ phải biết cách gọi tên biện pháp nghệ thuật, đúng không? Thì mình xem đoạn thơ này nói với chúng ta điều gì. Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa. Dòng thơ đầu tiên, cái dòng thơ này tô màu tím đó mấy đứa, nó là sự kết hợp giữa từ lấy, vòng từ lấy lận đận và hình ảnh thơ biết mấy nắng mưa. Nó gợi tất cả đến những cái sự vất vả, những sự cực nhọc, những nỗi truân chuyên của cuộc đời bà, và người cháu nói về tất cả những điều đó bằng sự kính yêu, bằng niềm kính trọng, bằng lòng biết ơn. Rồi, hai câu thơ sau nói rõ hơn những cái thăng trầm của cuộc đời bà và những cái vẻ đẹp trong tâm hồn của bà. Mấy chục năm rồi, đến tận bây giờ, bà vẫn giữ thói quen dậy sớm. Hình ảnh thơ này gợi cho chúng ta sự tảo tần yêu thương của bà, đúng không? Nhóm bếp lửa không chỉ còn là một thói quen, đúng không? Không chỉ là một thói quen hàng ngày, phải là một công việc phải làm, mà dường như nhóm bếp lửa còn là để nhóm tình yêu thương, là để nhóm niềm tin, là để nhóm
sự sống. Và từ trong cái mạch ký ức ấy thì điệp từ nhóm hiện ra, đúng không? Nhóm bếp lửa ấp yêu nồng đượm, nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi, nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui, nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ. Từ nhóm lặp đi lặp lại 4 lần, đó là phép điệp từ ha, mình biết rồi. Và mỗi khi phép điệp từ xuất hiện thì nó sẽ tạo một âm hưởng, đúng không? Với đoạn thơ này, mỗi lần từ nhóm vang lên lại mang một cái âm hưởng du dương, ha, du dương tha thiết, đó là cái âm hưởng du dương của ký ức, là âm hưởng du dương của hoài niệm. Và mỗi lần cái nhạc điệu ký ức ấy vang lên thì người đọc chúng ta cũng như quay trở về hành trình ký ức để nhìn từng kỷ niệm của người cháu như những thước phim quay chậm, để từng kỷ niệm ấy trở về sống động và lấp lánh như những ánh đom đóm trên dòng sông của hoài niệm. Mỗi lần từ nhóm vang lên ta lại cảm giác có một cái sự ấm áp lan tỏa khắp từng câu chữ, khắp khổ thơ. Bởi vì những từ nhóm ấy nó như nhấn mạnh hình ảnh ngọn lửa, nó nhấn mạnh hơi ấm của ngọn lửa, không chỉ là về ý nghĩa mà còn là về cảm giác. Một ngọn lửa của yêu thương, một ngọn lửa của sự sống. Và với từng từ nhóm xuất hiện thì những cái tầng nghĩa khác nhau của hình ảnh bếp lửa cũng được gợi ra. Trước hết, nhóm bếp lửa ấp yêu nồng đượm, hình ảnh thơ à, gần gũi thân thiết lại xuất hiện, đúng không? Từ ấp yêu và từ nồng đượm thì chúng ta đã biết rồi, ấp yêu là ôm ấp và nâng niu, nồng đượm là nồng ấm và thắm đượm, nó vừa gợi tới ngọn lửa của bếp lửa ha, vừa gợi tới ngọn lửa của bếp lửa ấm áp bền bỉ cháy, nhưng đồng thời cũng là ngọn lửa trong trái tim của bà ha, ngọn lửa của yêu thương, ngọn lửa của sự sống. Rồi nhóm cái gì nữa? Nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi ha, nhóm lên trong cháu những bài học sâu sắc mà bà muốn gửi gắm. Niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi có nghĩa là biết trân trọng là những cái điều bình dị của quê hương, đúng không? Biết trân trọng những vẻ đẹp, những giá trị bình dị của quê hương. Rồi bà lại dạy cháu rằng là nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui, bài học về sự sẻ chia, về tình làng nghĩa xóm. Rồi nhóm dạy cả cái gì nữa? Nhóm dạy cả những tâm tình tuổi nhỏ ha? Bếp lửa như một cái chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa của ký ức, như một tấm vé trên cái cuộc hành trình quay về tuổi thơ. Chỉ một bếp lửa bé nhỏ ấy thôi mà đã mở ra cho người cháu một cái vùng trời của ký ức tuổi thơ ấy, biết bao nhiêu điều tâm tình sâu kín, biết bao nhiêu tình cảm tha thiết khôn nguôi. Và từ tất cả các điều đó, người cháu thốt lên: "Ôi kỳ lạ bà thiêng liêng bếp lửa." Câu thơ cuối cùng là một câu thơ vô cùng đặc biệt các em. Nó là câu thơ cảm thán, và đồng thời đây cũng là cái câu thơ đúc kết được sâu sắc nhất những cái tầng nghĩa biểu tượng của hình ảnh bếp lửa. Tại sao bếp lửa lại kỳ lạ? Bếp lửa kỳ lạ chứ. Bởi vì sao? Bởi vì bếp lửa vốn chỉ là một cái đồ vật bình thường trong gia đình nào cũng có. Thế nhưng bước vào bài thơ này, bước vào thế giới thơ của bằng Việt, nó bỗng mang rất nhiều những cái tầng nghĩa khác nhau. Với đất nước thì bếp lửa là một chứng nhân lịch sử đã chứng kiến biết bao những cái sự kiện, những cột mốc đau thương mà hào hùng của dân tộc. Đối với bà, bếp lửa lại tượng trưng cho cuộc đời bà, tượng trưng cho những cái phẩm chất cao đẹp của bà, tượng trưng cho tình yêu thương bao la của bà, tượng trưng cho những cái bài học sâu sắc mà bà gửi gắm cho cháu. Đối với người cháu ở phương xa, bếp lửa là nỗi nhớ bà, bếp lửa là nguồn cội, bếp lửa là quê hương. Đó, đó là bếp lửa kỳ lạ. Bếp lửa còn thiêng liêng nữa là bởi vì sao? Ở trong cái bếp lửa nhỏ nhoi ấy thôi là tất cả những tình cảm cao đẹp nhất đối với mỗi con người trong cuộc đời này, là tình cảm gia đình, là tình yêu quê hương đất nước, là lời nhắc nhớ không bao giờ được lãng quên nguồn cội, là cách sống ân nghĩa thủy chung cùng quá khứ. Và như vậy thì từ cái bếp lửa bình dị ấy mà cháu lớn lên, từ cái bếp lửa bình dị ấy mà tất cả những cái tình cảm thiêng liêng cao đẹp ấy bồi đắp tâm hồn cháu, hun đúc lên nhân cách của cháu để cháu trưởng thành, không chỉ thành công mà còn thành nhân, trở thành một con người chân chính. Cho nên từ tất cả các điều đó thì hình ảnh bếp lửa gợi ra vô vàn tầng nghĩa sâu xa đó các em. Và từ điều đó mình cũng nhận ra một điều: ai là người gìn giữ, ai là người gìn giữ, ai là người trao truyền những cái giá trị cao đẹp ấy? Chính là bà, đúng không? Bà gắn với cái bếp lửa thiêng liêng, bếp lửa kỳ lạ, bếp lửa cao quý ấy. Bà là người thắp lửa, bà là người giữ lửa, bà là người truyền lửa. Đó, một cái đoạn thơ thôi chúng ta thấy rất nhiều tầng nghĩa, đúng không các em? Và khi chúng ta đã khai thác được hết tất cả các tầng nghĩa rồi, các em phân tích được các cái từ ngữ quan trọng, các biện pháp nghệ thuật xong rồi, thì chúng ta sẽ làm gì? Mình sẽ nhận xét. À, vậy thì nhắc lại 4 bước này. Bước 1, mình viết luận điểm. Bước 2, mình trích thơ. Bước 3, mình phân tích. Khi mình phân tích thì mình đi từ nghệ thuật đến nội dung, và đừng quên gọi tên biện pháp nghệ thuật giống như thầy vừa mới làm đó. Và bước 4 là chúng ta sẽ nhận xét.
Vậy thì với đoạn thơ này thầy sẽ nhận xét như sau. Ở đây các em thấy rằng là bếp lửa bình dị mà thiêng liêng, bởi vì sao? Bởi vì bếp lửa gắn với những tình cảm cao đẹp nhất, và từ đó bếp lửa hun đúc nên tâm hồn cháu để cháu lớn lên thành nhân, để cháu sống đàng hoàng và sống tử tế. Được ha? Vậy thầy sẽ dành thời gian một chút xíu để chúng ta ghi phần nhận xét và cũng như là các em ghi chú thêm những cái điều mà thầy vừa mới trình bày với các em. Thì bây giờ chúng ta cùng phân tích khổ thơ cuối cùng này các em. Luận điểm của nó chính là nỗi nhớ của người cháu phương xa. Giờ cháu đã đi xa. Có ngọn khói trăm tàu, có lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngàn. Nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở. Sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa? Đó. Như vậy thì chúng ta cũng sẽ làm thao tác đọc từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. Mình dò từng dòng thơ và mình thấy cái cụm từ nào đặc sắc thì chúng ta đánh dấu lại cho thầy hay để chúng ta phân tích. Thế thì bây giờ với cái khổ thơ này, các em sẽ phải hết sức chú ý chỗ này này. Giờ cháu đã đi xa. Mình đã thấy cái dấu chấm này không? Đó, nó rất là nhỏ nhưng nó cực kỳ quan trọng nha. Tại bình thường á, thì chấm nó phải ở cuối dòng thơ đúng các em. Nhưng mà riêng bài thơ Bếp Lửa, các em sẽ thấy một cái hiện tượng đó là sẽ có một dấu chấm câu ở giữa dòng thơ. Giờ cháu đã đi xa. Đó, chấm. Xong mình ngưng một chút. Có ngọn khói trăm tàu, có lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngà. Vậy thì cái dấu chấm đó nó gợi điều gì? Khi mình đọc cái đoạn thơ lên thì rõ ràng tới cái dấu chấm đó nó phải ngắt. Đúng không? Nó phải ngắt một chút xíu rồi mạch thơ mới diễn tiến tiếp. Như vậy thì dường như cái dấu chấm ở dòng thơ ấy nó đánh dấu một cái sự kết thúc của một dòng hồi tưởng. Đúng không? Ở đoạn thơ trên á, mình hình dung như một cái dòng chảy tuôn trào của mạch tự sự, của mạch trữ tình, của mạch triết lý. Và bây giờ dòng chảy ấy khựng lại, khép lại cánh cửa của quá khứ để quay trở về thực tại, khép lại dòng hồi tưởng để quay trở về hiện thực của người cháu lúc này đang ở nơi phương xa. Và đồng thời cái dấu chấm ấy cũng là một khoảnh khắc nghẹn ngào của cảm xúc. Có khi nào em quá bồi hồi xúc động và em nghẹn ngào, em không nói nên lời không? Đó, thì đối với người cháu dòng cảm xúc ấy, dòng ký ức ấy ùa về và tới cái dấu chấm này nó thể hiện một cái nỗi nghẹn ngào của cảm xúc. Và khi nỗi nghẹn ngào ấy đi qua, người cháu nhìn lại cuộc sống hiện tại của mình. Có ngọn khói trăm tàu, có lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngà. Có, đúng không? Có, rồi trăm trăm, đó, phép điệp ngữ, cộng phép liệt kê. Ở nơi phương xa đó, dường như cuộc sống của cháu đã đầy đủ hơn, đã có nhiều tiện nghi hơn, đúng không? Cháu có ngọn khói trăm tàu, cháu có lửa trăm nhà, cháu có niềm vui trăm ngà, cháu có rất nhiều thứ, nhiều sự hạnh phúc. Thế nhưng, ở nơi ấy, dù tiện nghi và hạnh phúc đến như thế nào, thì vẫn thiếu bà và bếp lửa của bà. Cho nên là bà và bếp lửa vẫn luôn là một cái nỗi nhớ khắc khoải khôn nguôi trong tâm hồn của người cháu, là một cái nỗi thiếu vắng mà người cháu luôn hướng về. Bởi vì thế, cho nên ngày nào cái nỗi nhớ ấy cũng trở đi trở lại trong tâm trí người cháu. Nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở, sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa? Đó, mình thấy dấu gạch đầu dòng ha, có nghĩa là lời thoại. Và đây là lời độc thoại, đúng không? Tự nói với chính mình, ha? Tự nhắc nhở chính mình, tự nhắc nhớ mình về ký ức, về nguồn cội, về bà và hình ảnh bếp lửa. Cái lời độc thoại này nó cho chúng ta thấy được một cái nỗi nhớ da diết, khắc khoải, thường trực, khôn nguôi, nỗi nhớ ấy lúc nào cũng ở trong tim của người cháu. Và kết thúc bài thơ này, mình cũng hết sức chú ý cho thầy vào một dấu câu đặc biệt. À, dấu chấm hỏi và đi kèm dấu ba chấm. Cái chỗ này là phải chú ý nha, mình hay quên lắm. Sớm mai này, bà nhóm bếp lên chưa? Và có cái dấu câu đặc biệt này kết thúc bài thơ. Cái dấu chấm hỏi là một câu hỏi tu từ, đúng không? Câu hỏi tu từ thì không cần lời giải đáp, mà nó vang vọng trong đó rất nhiều những cái tâm sự, nỗi niềm, kỷ niệm. Đó, mà dấu ba chấm nó lại thể hiện rằng là những cái cảm xúc, những cái thanh âm, những cái hình ảnh thơ cứ thế vang vọng. Cho nên cái dấu câu đặc biệt này, dấu chấm hỏi ba chấm, nó tạo một dư ba đầy vang vọng. Ha, mình đọc xong đoạn thơ rồi, mình đọc xong bài thơ rồi, trang thơ đã khép lại. Nhưng mà những hình ảnh thơ vẫn sống động trong trái tim và tâm trí của người đọc. Nỗi nhớ của người cháu dường như cũng lay động trong trái tim của chúng ta. Chúng ta cũng cảm nhận được sâu sắc nỗi nhớ ấy. Ngay cả khi câu thơ đã kết thúc rồi, trái tim chúng ta vẫn bồi hồi thương nhớ. Và cả nhạc tính câu thơ nữa, một cái nhạc điệu da diết, đúng không? Một nhạc điệu du dương của dòng chảy ký ức và hoài niệm cũng vang vọng
trong tâm trí của chúng ta. Đó, bước 1 mình viết luận điểm, bước 2 mình trích thơ, bước 3 mình phân tích. Khi mình phân tích mình đi từ nghệ thuật đến nội dung, và bước 4 mình sẽ nhận xét. Bởi vì với bài thơ này, với cái đoạn thơ này, nhận xét của thầy như sau. Bài thơ đã khép lại cho một cái âm hưởng vang vọng của tình thương và nỗi nhớ. Và chính vì thế, đối với thầy thì dường như những cái câu thơ cuối cùng của bài thơ Bếp Lửa đã gợi thức trong lòng thầy những ký ức tốt đẹp về Ba, những cái nhận thức sâu sắc về nguồn cội, và đối với thầy thì nó còn gợi cho thầy cái thông điệp về sức mạnh của kỷ niệm. Và kỷ niệm có vai trò vô cùng quan trọng trong tâm hồn của chúng ta. Đúng không em? Giống như là tuần trước chúng ta có khởi động, chúng ta cũng nói rất là nhiều điều về kỷ niệm đúng không? Kỷ niệm là một cái chỗ dựa tinh thần, kỷ niệm là một cái nguồn động lực to lớn, là một sức mạnh nội tại để vực chúng ta dậy trong những cái khó khăn của cuộc đời. Kỷ niệm là những thứ sẽ còn lại trong dòng chảy của thời gian, đúng không? Thời gian phủ bụi lãng quên lên tất cả, nhưng mà kỷ niệm sẽ còn mãi. Người ta có thể chết đi về tâm hồn, chết đi về thể xác, nhưng mà người ta sẽ sống ở trong kỷ niệm. Nói như Lộ Tấn á, là người ta chỉ thực sự chết khi mà người ta đã chết trong tim mọi người. Chúng ta sống trong tim người khác bằng kỷ niệm, bằng những kỷ niệm tốt đẹp. Cho nên á, là mỗi chúng ta hãy nên kiến tạo, xây dựng những kỷ niệm đẹp mỗi ngày với cuộc sống của chính mình và với những người xung quanh. Và chính vì vậy chúng ta sẽ sống trong tâm trí và trái tim của những người khác. Đó là những điều mà thầy có thể rút ra khi mà thầy đọc bài thơ Bếp Lửa rất nhiều lần. Rồi bây giờ thầy sẽ dành thời gian cho mình khoảng 2 phút để chúng ta xử lý các thông tin mà thầy vừa mới trình bày hay trao đổi với các em. Và sau đó thì mình có thể ghi chú thêm những cái ý mà những ý tưởng mà bất chợt nảy sinh hồi nãy á, và mình có thể ghi lại. Được rồi mấy đứa. Vậy thì bây giờ trước khi kết thúc bài này thì thầy sẽ giới thiệu với các em một số tài liệu tham khảo để chúng ta mở rộng kiến thức về bài thơ Bếp Lửa. Đó. Thứ nhất đó là lời nhận xét của tác giả Nguyễn Đức Quyền ha. Nhưng phải nhận ra rằng Bếp Lửa là tiếng thơ của một tấm lòng có cội nguồn, chứ không chơi vơi nửa vời, của một tâm hồn nhạy cảm và phong phú, tinh tế và mới mẻ. Anh đã thổi bừng lên hết thảy những bếp lửa ấp ưu nồng đượm trong ký ức của mỗi chúng ta, và cả tình bà cháu đẹp như trong chuyện cổ tích của anh, cũng như riêng của tuổi nhỏ chúng mình. Cái nhận xét này rất là hay, đúng không? Đã nói về cái sức đồng cảm, cái sự lay động sâu xa của bài thơ Bếp Lửa, nó gọi thức kỷ niệm trong tâm hồn mỗi chúng ta. Thì mình cũng biết cái quy luật đó mà, kỷ niệm sẽ gọi thức kỷ niệm, đúng không? Nỗi nhớ sẽ gọi thức nỗi nhớ. Cho nên những tình cảm tốt đẹp trong cuộc sống này nó hay được lưu truyền qua thơ văn, và nó cũng gọi thức trong tâm hồn của chúng ta khi chúng ta đọc những tác phẩm thơ văn. Rồi tác giả Nguyễn Đức Quyền cũng biết là đứa cháu có nghĩa có nghỉ, nghỉ tức là có nghĩa luôn đó em, nghỉ cũng có nghĩa là có nghĩa đó. Đứa cháu có nghĩa có nghỉ thật đã biết trưng bày hạt ngọc ẩn kín trong tâm hồn người bà. Và chính ánh sáng của hạt ngọc đó đã từng rọi vào tâm hồn đứa bé của đứa cháu, nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ. Nhịp thơ trở nên xôn xao như sự sống sinh sôi, như cây non xòe lá, như chim non chớp cánh, rồi người cháu vụt lên bay bổng. Phần viết này rất hay đúng không các em, những câu văn tuyệt vời. Nó gợi tới cái chủ đề chính, là cái hình ảnh chính trong bài thơ này, đó là vẻ đẹp của người bà, vẻ đẹp của tình bà cháu. Tất cả những hình ảnh ấy bay bổng trong những cái tình cảm cao đẹp của tình bà cháu. Đó, chúng ta có thể đọc thêm những cái gợi ý như thế này để chúng ta có được những cái ý tưởng hay, những câu văn hay để mình viết bài, đúng không mới được. Rồi, thế thì trước khi mà chúng mình kết thúc phần học bài thơ Bếp Lửa thì thầy sẽ nhắc lại 4 yêu cầu cần đạt ha. Khi học xong bài này chúng ta sẽ làm, thứ nhất là phân tích tình yêu, nỗi nhớ và tâm trạng của người cháu trong bài thơ. Tức là mình sẽ phải phân tích được từng khổ thơ, đúng không? Khi người ta cho mình một khổ thơ bất kỳ thì các em đều phải phân tích được hết. Thì cái này chúng ta đã thực hiện xong ha. Thứ hai, trình bày ý nghĩa hình ảnh và bếp lửa, thì tuần trước thầy đã nói cái vấn đề này rồi. Phần 3 và yêu cầu 3 và yêu cầu 4. Yêu cầu 3 là trình bày được thông điệp rút ra từ bài thơ, đó chính là giá trị về nội dung ha. Phần 4 trình bày được đặc sắc nghệ thuật của bài thơ, đó chính là phần nằm trong giá trị nghệ thuật. Như vậy thì thầy đã trình bày đủ 4 yêu cầu cần đạt này rồi. Bây giờ sẽ là cái thời điểm để chúng ta tự đánh giá lại các yêu cầu cần đạt, xem là mình đã hiểu bài hay chưa. Được ha? Nếu mình đã hiểu bài rồi thì các em sẽ gửi cho thầy một cái gương mặt cười đáng yêu gì đó vào trong khung chat. Còn nếu mà mình chưa hiểu bài chỗ nào thì các em gửi câu hỏi vào. Hoặc là chưa ghi bài kịp chỗ nào
thì gửi câu hỏi vào và thầy sẽ trợ giúp các em được ha. Vậy thầy xin mời cả lớp phản hồi cho thầy nào.